USDC là một trong những stablecoin được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Nó đã chứng kiến khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình là 3 tỷ USD trong tháng 5. Theo đó, USDC đã vượt qua Ethereum và USDT để trở thành đồng tiền điện tử được mua nhiều nhất bởi 100 đơn vị ví Ethereum hàng đầu. Theo Bin Crypto Research, đồng tiền này đã trở thành tài sản kỹ thuật số được mua nhiều nhất với số tiền trung bình là 3.636.201 USD và số lượng mã thông báo trung bình là 3.628.528. Ngoài ra, USDC đã vượt qua Shiba Inu và Tether để trở thành tiền điện tử được nắm giữ nhiều thứ ba sau Tether và FTX token của 100 ví điện tử Ethereum hàng đầu. Số tiền trung bình của token được nắm giữ là 8.713.062 USD và số lượng trung bình là 8.699.484 USDC. Nhìn chung, tổng giá trị của USDC được nắm giữ là khoảng 871,31 triệu USD, tương đương với 17% tổng số tiền được nắm giữ bởi 100 địa chỉ ví Ethereum hàng đầu.